Chính quyền Ukraine nuôi hy vọng lớn giải cứu cho Donetsk và vực dậy tinh thần binh sĩ bằng chiến dịch đột kích mạnh vào tỉnh Kursk của Nga. Nhưng kế hoạch này dường như ngày càng phản tác dụng đẩy quân đội Kiev vào thế vừa hở sơn nặng ở Donetsk, vừa sa lầy nghiêm trọng ở Kursk và có thể sẽ đánh mất nhiều thứ to lớn. Giới phân tích cho rằng hiện chưa rõ tàn cuộc của trận chiến Kursk sẽ ra sao và liệu canh bạc của Kiev tại đây có được đền đáp hay không. Thế nhưng cho đến nay, khoảng một tháng sau khi quân đội Kiev bất ngờ tấn công vào Kursk, Tình hình chiến trường Ukraine vẫn chưa diễn biến theo hướng có lợi cho nước này. Quân Nga tiếp tục tiến lên mạnh mẽ ở miền đông Ukraine. Nếu kế hoạch đột kích táo bạo của Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Shiky thất bại, thì Kiev có thể mất nhiều binh lính được huấn luyện tốt cũng như nhiều vũ khí khí tài của phương Tây viện trợ. Chưa kể, họ cũng mất nốt chính phần lãnh thổ ở miền đông, nơi quân Nga đang kiên trì tiến về trung tâm hậu cần tại thị trấn Pokrovsk. Cựu quan chức quốc phòng Đức hiện làm cho Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu Nikolens nhận xét rằng Ukraine thu được một số thành quả hữu hình từ việc đột kích Kursk, nhưng lại có một nghịch cảnh là Nga sẽ nắm giữ mãi vùng đất họ vừa chiếm được ở Ukraine, nhưng Ukraine thì không thể giữ mãi Kursk. cả tổng tư lệnh Sisi và tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều thừa nhận tình hình ở Pokrovsk là khó khăn nhất trong toàn bộ cuộc xung đột với Nga hiện nay. Ông Zelensky ghi nhận mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi, đó là chiếm toàn bộ vùng Donbass. Những ngày gần đây, dân thường Ukraine di tản ồ ạt khỏi thị trấn Pokrovsk và những ngôi làng xung quanh, còn quân Ukraine thì đang chuẩn bị cho khả năng giao chiến trong những con phố của thị trấn. Các chuyên gia phân tích tại hãng tình báo quốc phòng Gen nói với Washington Post rằng Pokrovsk luôn nằm trong kế hoạch của lực lượng Nga bất chấp chiến dịch đột kích của Ukraine và Kursk. Theo các chuyên gia, việc Kiev quyết định tấn công vào Kursk có thể gây tác động tiêu cực lên ba mặt trận của Ukraine gần Pokrovsk. Ngày 6 tháng 8, bất chấp khó khăn trên mặt trận phía đông, Ukraine huy động khoảng 11.000 quân tinh nhuệ cùng nhiều vũ khí mới được phương Tây viện trợ, mở đợt tiến công lớn nhất kể từ ngày xung đột bùng nổ vào tỉnh biên giới Kursk của Nga. Chiến dịch Kursk là mũi tên nhắm nhiều đích, buộc Nga phân tán đối phó, giảm áp lực tiến công của Moscow ở miền đông Ukraine, chứng tỏ sức mạnh với Mỹ và phương Tây, chấn an quân đội và người dân, gây hoang mang trong xã hội Nga cố gắng chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân ở thành phố Kwaksatop làm con bài tạo sức ép và lợi thế trao đổi khi đàm phán. Sau hai tuần tiến công, Ukraine dường như không quá khó để tiến sâu vào 40 đến 50 km, chiếm giữ hơn 1.000 km vuông lãnh thổ nga, gây nhiều khó khăn tổn thất cho Moscow. Nga tập trung lực lượng, vũ khí ở Kursk, giành lại một số khu vực, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xoay chuyển tình thế. Cuộc chiến truyền thông ác liệt không kém, nhiều tranh cãi về ý đồ, mục đích và kết quả của hai đối thủ dư luận có phần bất ngờ với diễn biến chiến trường cho rằng ukraine đạt được một số mục tiêu ngược lại nhiều chuyên gia nhìn nhận kiev quá mạo hiểm bởi chiếm khó hơn giữ lại bộc lộ lực lượng cách xa cơ sở bảo đảm hậu cần kỹ thuật có nguy cơ bị bao vây tiêu diệt lớn đặc biệt có thể kích thích nga tung đòn đáp trả với nhiều loại vũ khí hiện đại dư luận cũng chia rẽ khi đánh giá về nga một số cho rằng moscow bị động bất ngờ thất bại về tình báo bộc lộ hạn chế phòng thủ biên giới tổn thất cả binh lực và uy tín sức mạnh Số khác nói Nga chủ động răng bẫy để đánh đòn quyết định. Đến thời điểm này, loại ý kiến thứ hai chưa thật thuyết phục. Mỹ và phương Tây tỏ ra vui mừng vì vũ khí hiện đại viện trợ phát huy tác dụng, khiến Nga gặp khó khăn, buộc phải tập trung nỗ lực phòng thủ, khôi phục vùng bị chiếm giữ, không dễ mở rộng tiến công vào lãnh thổ Ukraine, có thể bị xa lầy trên chiến trường. Điện Kremlin cáo buộc Mỹ và phương Tây đứng sau cuộc tiến công của Ukraine, tuyên bố sẽ buộc họ phải gánh chịu hậu quả. Có điều chưa rõ Moscow đáp trả thế nào. Điều đó cũng khiến Washington và một số lãnh đạo phương Tây lo ngại, tỏ ý can ngăn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa được viện trợ tiến công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Tuyết âm mưu và cuộc chiến thông tin làm cho việc đánh giá ý đồ chiến lược, kết quả cũng như tổn thất của hai bên và dự báo diễn biến tiếp theo khó khách quan, toàn diện. Có ý kiến cho rằng tình thế này sẽ dẫn đến một đột biến bước ngoặt nghiêng về bên này hay bên kia. Sau những kết quả chậm mà chắc của Nga trong hơn 7 tháng đầu năm 2024, cục diện chiến trường hiện tại đã trở nên khó đoán định hơn. Có thể xảy ra một số kịch bản sau. Một, hai bên vào thế rằng co, Ukraine cầm cự trên mặt trận phía đông với tiếp tục tiến công một số mục tiêu sâu trong đất Nga và quyết giữ vùng mới chiếm được ít nhất cho đến khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngã ngũ vào tháng 11 năm 2024. Nga tiếp tục tấn công vào lãnh thổ Ukraine và phản công khôi phục các địa bàn bị chiếm giữ ở Kursk nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tạo được đột biến đáng kể. Điều này có thể giải thích được đằng sau Ukraine là sự chi viện, hỗ trợ, can dự của Mỹ và phương Tây về tài chính, vũ khí trang bị, chuyên gia quân sự, tin tức tình báo từ vũ trụ trên không. Cùng với đó là đòn trừng phạt kinh tế cô lập Nga về chính trị, ngoại giao. 2. Ukraine chiếm giữ, kiểm soát phần lớn Kursk, tiếp tục tiến công hỏa lực vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga và cơ bản duy trì thế trận phòng thủ ở miền Đông, buộc Nga phải chấp nhận đàm phán trao đổi giữa moscow với khu vực chiếm giữ ở phía đông Ukraine. Kịch bản này rất khó có khả năng diễn ra. 3. Nga tập trung lực lượng với nhiều vũ khí hiện đại có khả năng sát thương cao, gây tổn thất nặng nề tạo ra cục diện chiến trường đột biến, buộc Ukraine rơi vào thế bất lợi, phải chấp nhận các điều kiện của Moscow. Nga có thể tấn công theo 3 phương án. Thứ nhất, lấy tiến công đường không mạnh mẽ vào nhiều mục tiêu trên các tỉnh, thành phố của Ukraine và tiến công đường bộ trên các địa bàn Donetsk, mở rộng vùng chiếm giữ ở miền đông Ukraine là mặt trận chính, ngăn chặn kìm giữ bao vây tiêu diệt đối phương ở Kursk là mặt trận phối hợp. Thứ hai, tiếp tục tấn công đường không, đường bộ vào lãnh thổ Ukraine để phối hợp với mặt trận chính, bao vây tiêu diệt lực lượng Ukraine ở Kursk. Thứ ba, tiến công lớn, đồng thời trên cả hai mặt trận, tạo cục diện đột biến, đẩy Ukraine vào thế bị động, chịu tổn thất nặng nề, buộc phải chấp nhận thất bại. Việc Belarus tăng cường lực lượng phòng thủ vừa bảo vệ biên giới vừa khiến Ukraine phải chú ý hơn đến động thái mới trên hướng Bắc. Nhiều chuyên gia bỏ phiếu cho kịch bản 3. Nhưng với tình thế hiện nay, Điện Kremlin khó tập trung lực lượng mạnh để mở tiến công lớn. Đồng thời, trên cả hai mặt trận và bảo đảm phòng thủ trên toàn bộ lãnh thổ của mình. Không loại trừ Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược, chiến dịch và chiến thuật nhằm dân đe phương Tây can dự sâu hơn và Ukraine có hành động liều lĩnh ở thế đường cùng. Tuy nhiên, Việc sử dụng vũ khí hạt nhân bất kể ở cấp nào cũng là vạn bất đắc dĩ, phương án cuối cùng. Bởi khi đó, xung đột có thể bùng phát vượt tầm kiểm soát, gây hậu quả thảm khốc cho tất cả các bên và khu vực cũng như thế giới. 4. Hai bên chấp nhận đàm phán ngừng bắn, cục diện răng co kéo dài, hai bên gặp nhiều khó khăn hoặc diễn ra kịch bản thứ hai, thứ ba cùng với nỗ lực trung gian hòa giải của một số nước đều có thể dẫn đến việc kết thúc xung đột bằng đàm phán. Đây là kịch bản khả dĩ nhất nhiều kịch bản khác nhau nên hình thức điều kiện thời gian và kết quả đàm phán cũng khác nhau trong đó bên có ưu thế chiến trường sẽ giành lợi thế hơn trên bàn đàm phán tuy nhiên khả năng kết cục đàm phán còn phụ thuộc vào ý đồ chiến lược và mức độ can dự của mỹ và phương tây tùy theo tình thế mà nga cũng sẽ đặt điều kiện với mỹ và phương tây vì vậy diễn biến và kết cục sẽ khó đoán định hãy chờ xem quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxify xin cảm ơn vì đã ủng hộ